Xin chào 500 anh em đang xem kênh. Trong tập 75, Thạch Hạo tiêu diệt thành công thanh niên ngáo đá Tần Trạm, nhưng trận chiến giữa hai người đã kinh động đến một vị thần đang ẩn mình dưới ngũ hành sơn. Thấy kẻ địch mạnh xuất hiện, Thạch Hạo cũng nhanh mồm, gọi Tiểu Tháp ra đối chiến. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến tập 76 nha. Mở, Thạch Hạo hét lớn, pháp kiếm màu vàng trong tay phát sáng, cũng tỏa ra sấm sét, cùng lúc đó cả người nó lượn lờ tê điện. Một con toàn nghề lao ra hợp nhất cùng thần kiếm, ầm, nơi đây trở nên bạo động, trong thiên địa đâu đâu cũng là ánh chớp. Pháp kiếm này rất quái lạ, hóa thành một con toàn nghề màu vàng phun thả sấm sét, sau đó hút toàn bộ ánh bạc đang lao xuống vào cơ thể. Bảo thuật toàn nghề, thần thông chấn sáo thạch quốc, pháp kiếm cũng vừa khéo là một cặp, được tế luyện từ bảo cốt toàn nghề. Tần Vũ kinh ngạc, ánh mắt của nó càng sáng hơn, pháp kiếm màu vàng trong tay hóa thành. Toàn nghề đang gầm thét, há miệng dâng lên khí lành, lôi đình càng mạnh mẽ hơn nữa đánh tới, ngươi dám bất kính với thần. Tần Vũ giận dữ, thần linh cái khỉ gì, cũng chỉ là một tên ngụy thận mà thôi. Thạch Hạo lạnh lùng nói, lời nói đầy thô tục đáp trả lại vẻ cao cao tại thượng của gã, tự cho mình là thần khinh thường chúng sinh. Câu nói này khiến Tần Vũ biến sắc, ánh mắt lạnh lẽo, cặp mắt nhìn vào trận pháp, khí tức cả người như biển lớn, như đại dương gầm thét. Cách đó không xa, một vùng hư không không ngừng xuất hiện thải quang, nơi ấy bị xé ra mấy lần như có người muốn phá không xông vào. Nơi đó, Thạch Tử Lang cùng với thê tử đang ra tay xung kích trận pháp không gian trói buộc đó, trong hư không xẹt qua mấy lần thế nhưng để buộc phải trở về, khó có thể vượt qua được. Trong lòng Thạch Hạo sinh ra suy nghĩ, khí thế của nó hiện giờ đã chạm tới thần đạo, linh giác nhạy cảm vượt quá tưởng tượng, hô lớn. Ba, mẹ, còn tới thăm hai người nè. Bên trong một khu trận pháp khác, vợ chồng Thạch Tử Lang kích động, vẻ mặt phức tạp, đúng lúc này loáng thoáng nghe được tiếng hô lớn ấy. Trái tim bọn họ đều run rẩy. Đứa bé mất đi trí tôn cốt, bị bỏ mặt ở thạch thôn, lúc đó vẫn là một đứa bé còn mang tà lót, yếu nhược không thể hình dung, vậy mà không hề chết. Hiện tại, nó không chỉ còn sống mà còn trở nên mạnh mẽ, dám vung kiếm về phía thần linh, bệ nghệ thiên hạ, tài ba ngạo thị quần hùng, khiến hai vợ chồng chấn động. Miệng lẩm bẩm không thôi, một đứa bé thần tư ngút trời như thế, dám đánh thẳng vào Bất Lão Sơn để tìm bọn họ. Dao găm trong tay họ được tế luyện từ bảo cốt hư không thú, có thể cắt đứt không gian, trở lại hư vô. Nhưng mà, nơi đây quá đặc thù, có rất nhiều trận pháp thần linh trói buộc, liên tiếp mấy lần cắt ra vết rách, thế nhưng hư không lập tức khép lại, chỉ có thể hơi nhìn qua khe hở ấy, mơ mà nhìn thấy một thiếu niên trong cốc, thế nhưng không cách nào bước lại được, chỉ là phàm nhân thôi, lại làm kẻ địch với thần, kết cục sẽ đáng thương, để cho ngươi biết uy năng của thần, một giọt máu cũng đủ nhấn chìm, hòa tan một thân đạo hạnh và thần thông của ngươi. Lúc này, gã giơ tay lên, điểm lành lưu truyền, đầy ngón tay chảy ra một giọt máu. Trong ánh đỏ tươi mang theo ánh bạc lấp lánh, tuy chỉ là một giọt, thế nhưng lại cứ như là hải dương rộng lớn, thai nghén ra vô số sinh cơ, còn có thần năng vô cùng đáng sợ, phàm nhân con bà nhà ông. Ngôn ngữ đầy ngông cuồng xem thường thần của Thạch Hạo phát ra, hai tay cầm hai thần khí chấn quốc đánh thẳng về trời cao, thể không khuất phục, đồng thời nó vận dụng nguyên thủy chân giải, vận chuyển toàn bộ tinh khí thần tập trung về nơi ngược, ầm. Chí tôn cốt thức tỉnh, luồng khí tức điên cuồng nổ tung, nối liền trời với đất. Qua sự gia trì của hai thần khí chấn quốc uy thế càng thêm mạnh mẽ hơn, thần quang vô lượng nhấn chìm cả thiên địa. Giữa bầu trời giọt máu kia hóa thành hải dương màu vàng đổ ảo xuống dưới, xương máu bị sấy khô, thần hoa phun trào, toàn bộ tiến vào trong lồng ngực của Thạch Hạo, tên thần thấp kém kia, đây là sức mạnh của ông à. Yếu ớt và mong manh tới đáng thương, Thạch Hạo cười to, sắc mặt của Tần Vũ tái xanh, thần uy lần nữa lại bị khinh nhờn, đặc biệt là thần huyết lại bị chí tôn cốt luyện hóa và hấp thụ, trở thành chất dinh dưỡng. Chuyện này không thể tha thứ, là một sự sỉ nhục. Nhỏ bé như ngươi, chỉ là một tên phàm tục, hết lần này tới lần khác khiêu khích uy nghiêm của thần, ngươi đã chọc giận ta thành công rồi đó, vậy hãy tiếp nhận thần phạt đi. Cả người Tần Vũ vang lên những tiếng leng keng, pháp y màu bạc phát sáng, cứ như rồng ngâm phượng hót, tỏa ra ánh bạc rực rỡ. Gã tiến vào trong trận pháp không gian này, lơ lửng trên trời cao, đưa mắt đầy lạnh lẽo nhìn Thạch Hạo bên dưới, phàm nhân đứng trước mặt thần, dù có dãy dụa cũng chỉ phí công mà thôi. Tần Vũ lạnh lùng mở miệng, ánh mắt vô cùng cay nghiệt và xem thường, Tiểu Tháp, ra đi nào, hãy đập nát Bất Lão Sơn thành phế tích đi. Thạch Hạo âm thầm truyền âm, gọi Tiểu Tháp đang ngủ say tỉnh lại. Tiểu Tháp tỉnh dậy thì giật nảy mình, khó khăn nói, ngươi, gan lớn kinh khủng, vậy mà còn đại náo cả Bất Lão Sơn, nên biết, trước kia, thiên tích địa ngũ hành sơn này đã sản sinh ra rất nhiều tiên thiên thần ma, tao biết mày có thể chống lại nó mà. Thạch Hạo nói, sau đó lần nữa truyền âm, toàn bộ bảo khố thạch quốc đều cho mày, nhai nuốt thứ gì thì mặc kệ, ngoài ra, nhân quả sau này đều do ta chịu lấy. Tiểu Tháp ngớ người,
thấy nó kiên quyết như thế nên không có khuyên ngăn gì cả, chỉ nói một chữ, được, ngươi có biết tội của mình không? Âm thanh của Tần Vũ như sấm nổi, hư không run rẩy, trận pháp chuyển động ầm ầm, xa xa hai tôn giả thân thể đều run lẩy bẩy, quỳ phục trên mặt đất, tên thần thấp kém bé nhỏ này, cũng dám la ó trước mặt ta. Thạch Hạo chẳng hề bị ảnh hưởng, mở miệng nói như thế, ngươi, Tần Vũ giật cả mình, nói rất hay, cái tên ngụy thần nhà ngươi đúng là con sâu nhỏ nhen, cũng dám la hét trước mặt ông nội à, tiểu tháp bùng phát ra khí thế khủng bố, bản thể hiện ra ngoài, là ngươi. Gã chấn động, sau đó là sợ hãi, tới tầng thứ như gã thì sao không nhận ra tiểu tháp chứ, sau đó quát to một tiếng xoay người đánh về phía Ngũ Hành Sơn. Cái tên thần thấp kém này, không phải tự cao lắm hay sao, chạy đi đâu thế, đứng đó mà xem ta sới tung Bất Lão Sơn lên nè, Thạch Hạo hét lớn, sau đó, nó vung chiến kiếm trong tay chém mạnh về trước, mà tiểu tháp thì phóng thích ra một tia khí thế quấn chặt lấy Tần Vũ. Tần Vũ hốt hoảng, tự bạo pháp y màu vàng trên người, nhằm thẳng về phía Ngũ Hành Sơn, gã linh cảm được chuẩn bị có việc lớn xảy ra, tòa tháp này xuất hiện thì rất có khả năng sẽ long trời lở đất, xoẹt. Một luồng ánh kiếm quét tới, cắt đứt một cọng tóc của Tần Vũ, trên gương mặt gã máu tươi văng tung tóe, đồng thời vành tai cũng bị cắt gọn một miếng nhỏ, gã kêu to một tiếng, gã là ai? Được xưng là thần linh thế nhưng lại bị một tên phàm tục chém thương, càng khiến gã tức giận hơn là lời nói của đối phương đầy ngông cuồng, nói, tên thần yếu đuối này, ông có biết tội của mình không? Hôm nay Bất Lão Sơn bị lật đổ cũng vì ông đấy, Tần Vũ nắm chặt nắm đấm. Sợi tóc bay xuống, máu chảy trên mặt, thần huyết đỏ tươi óng ánh và rực rỡ, cứ như dáng đỏ chảy xuôi, ngươi, hay, được, giỏi, gã cắn răng, ánh bạc trên người càng thêm rực rỡ, toàn bộ mái tóc dựng thẳng. Đúng là vô cùng nhục nhã, đây chính là thần đà. Thạch Hạo nhấc pháp kiếm, bước đi trong hư không đuổi về phía gã. Tần Vũ nghe thấy thế thì huyết dịch trong cơ thể đảo lộn, xông thẳng lên thiên linh cái, muốn phá tan thân thể lao ra ngoài, mặt gã đỏ chót, vô cùng xấu hổ và giận dữ, không ngờ lại bị một tên phàm nhân sỉ nhục, cứ trốn đi, Thạch Hạo đuổi theo, cứ thế mồm miệng, trong vẻ kỳ ảo là sự ngang ngược, tay áo phấp phới, chiến ý ngút trời, cả người cứ như là một vị tiên thiên thần ma. Ngươi dám xúc phạm thần, ngay sau tất thần tử đạo tiêu, vĩnh trừ vong thổ, gã cắn răng nói, một luồng ánh sáng màu bạc không tên hóa thành những gợn sóng khuếch tán ra xung quanh, một tên ngụy thần mà cũng dám lấy thần tuyên thề, không tự lượng sức à, tiểu tháp lên tiếng, nó nhẹ nhàng lay động trên sợi tóc của Thạch Hạo, một tia khí tức tuôn ra sấy khô gợn sóng màu bạc kia. Gợn sóng đó vốn là một loại tự nguyên rủa, có sức mạnh thần bí, khi bám trên thân thể người khác thì sẽ không bao giờ phai nhạt, ngay sau phát tác khiến thần hồn của họ tan biến. Tần Vũ choáng váng, bị tiểu tháp quát lớn, một câu cũng không dám cãi, gã ngạo nghễ trên hồng trần, khinh thường các tôn giả. Thế nhưng khi đối diện với tháp khí trắng như tuyết này thì lại sinh ra sự sợ hãi tận đáy lòng, Tần Vũ bay ngược, sợ hãi không thôi, sắc mặt xám trắng, nội tâm khó tả, lần đầu tiên gã sợ hãi như thế, chỉ sợ sẽ chết ở nơi đây, ông nội ta ở nơi nào. Thạch Hạo đuổi theo lớn tiếng hỏi, cổ tay giơ lên, pháp kiếm trong tay chỉ thẳng đầu lâu, Tần Vũ biến sắc. Gã rất muốn nổi giận thế nhưng khi nhìn thấy tiểu tháp trên sợi tóc của nó thì nội tâm sinh ra nỗi sợ hãi. Đối mặt với lời ép hỏi của phàm nhân, có thể khuất phục ư, đây là Bất Lão Sơn, có thiên tôn thượng giới để mắt, có núi Ngũ Hành hạ giới chấn áp, người nên suy nghĩ cho kỹ, giọng nói của gã đầy lạnh lẽo, sau đó cắn chặt hàm răng, xoẹt. Thạch Hạo một chiêu chém tới, ánh kiếm như cầu vòng, đã ra tay thì còn sợ thứ gì nữa chứ, đừng nói là thiên tôn ở thượng giới. Dù sau này có giáng lâm xuống hạ giới thì nó cũng chẳng hề hối hận, hôm nay, nó muốn sới tung Bất Lão Sơn này, tìm cho bằng được người thân của mình, quậy phá cho long trời lở đất, phụt, huyết quang lóe lên, một cánh tay của Tần Vũ đứt lìa, gã kêu la đầy đau đớn, khuôn mặt méo xẹo trông rất dữ tợn. Trong cơ thể Thạch Hạo xuất hiện một luồng sức sống tràn trề, như khát vọng ước ao, như muốn đoạt lấy ánh bạc đang phát tán kia, Tần Vũ biến sắc, tinh hoa sinh mệnh ẩn chứa trong cánh tay bị người khác hấp thụ, Tần Vũ gào thét. Gã rất không cam, một cánh tay bị đứt lìa. Sau đó nổ tung, thế nhưng lại bị Thạch Hạo luyện hóa, đúng là bị sỉ nhục, thần là thần, mỗi một khúc xương của gã đều là thần phẩm, sao có thể mặc cho phàm nhân khinh nhờn chứ, lại biến gã thành chất dinh dưỡng tầm bổ cho mình, nếu chuyện này truyền đi, cả đời cả kiếp này gã không thể nào ngóc đầu lên được. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.